Xin chào các bé yêu. Hôm nay chúng ta cùng học về con vịt nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con vịt. Con vịt. Đây là con vịt. Con vịt thường có hình dáng tròn, thân hơi dẹp và bầu ngực lớn. Kích thước phụ thuộc vào loại vịt, nhưng thường chúng có chiều dài từ khoảng 50 đến 75cm. Con vịt có mấy chân? Con vịt có mấy chân? Hai chân. Hai chân. Vịt có hai chân và có màu vàng. Chân của con vịt còn có lớp màng nữa đấy các bé. Các bé có biết vì sao chân vịt lại có màng không? Chân vịt có màng là để giúp các chú vịt bơi lội ở dưới nước đấy. Vịt có mỏ dài, phẳng, thích hợp cho việc đào và tìm kiếm thức ăn dưới đất. Con vịt có mấy cánh các bé? Hai cánh. Hai cánh. Con vịt này có màu gì? Con vịt này có màu gì? Màu trắng. Màu trắng. Vịt thường có bộ lông màu trắng hoặc màu nâu. Tuy nhiên, có nhiều loại vịt có màu sắc và hoa văn đa dạng. Vịt có bộ lông dày, mềm và thường xốp. Lớp lông dày có tác dụng để giữ ấm trong mùa lạnh và bảo vệ da khỏi nước khi bơi. Đuôi của chúng thường ngắn và cứng. Vịt là loài gia cầm thân thiện và thông minh. Chúng thích bơi và thường sống gần các nguồn nước. Vịt cũng thích săn mồi dưới nước bằng cách lục đục đất. Bài học hôm nay đến đây đã hết rồi. Xin thân ái chào tạm biệt các bé. Các bé hãy nhấn đăng ký kênh để là người đầu tiên xem được video mới nhất nhé.